Trước khi hát bài này thì anh Kiều nói một chút bài hát này. Thực ra là có những bài hát mà khi mà quý vị nghe tới ấy, là quý vị hình dung ra thời gian nào, hình dung ra ngay là lúc đấy là mình, hồi đấy là mình đang học ở đâu ấy. Ví dụ như quý vị đang thời đó đang là sinh viên hay là thời đó đang là học sinh cấp 3 thì nghe một cái là quý vị cảm giác ngay là quay lại ngay cái thời gian đó. Ồ, cái lúc đấy là mình đang, hai anh chị này hát bài này hay là hai bạn này hát bài này, lúc đấy là mình đang học trường này trường kia, rồi là mình cũng đi xem. Đó là những cái bài hát mà nó nằm ở trong tim quý vị bao nhiêu năm nay, và đây là một trong những bài hát thuộc thể loại đó nằm trong tim quý vị khán giả từ trước tới nay mấy chục năm rồi. Bây giờ quý vị fan quý vị vẫn thích. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là lúc ban suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim, sức sống trên mi mắt là cuộc tình, cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng không chào đời bên đôi, buồn vui như cơn gió thoáng qua trên xa xôi. Yeah.
xin trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã cổ vũ cho các ca sĩ nghệ sĩ, và chương trình hôm nay được thành công rực rỡ.